câu chuyện Bà lão ăn mày và đứa trẻ. Bà lão chống gậy, một tay cầm mảnh gáo dừa. Bà đứng trước cửa mọi nhà để xin đồ bố thí. Tiếng con chó nhà chủ rít lên nghe khác thường, quyết liệt hơn mọi khi. Cạnh đó, một chú bé chừng 5 tuổi đứng gần bà lão. Trên tay nó còn cầm theo một chiếc kẹo và đứng xem bà một cách chăm chú. Có lẽ vì nó không có bà nên bà lão đã khiến nó nhìn bà chăm chú đến thế. Cái tiếng chó sủa như té tát cũng chẳng làm bà lão sợ, vẫn mảnh gáo dừa chìa ra phía trước. Cái mảnh gáo dừa vỡ tùm lum như bóng lên dưới thời gian của đủ các loại ngọc thực, gợi cho người nhìn cảm giác như cầm nó khi đói cũng thấy nặng. Chợt trong sân, một tiếng người trung tuổi vọng ra. Khổ lắm, nhà này chẳng có gì đâu. Lời nói ấy như một thông điệp quen thuộc. Tiếng chó thôi sủa, sự yên tĩnh trở lại nơi ngõ nhỏ. Bà lão lặng lẽ cầm mảnh gáo ra đi. Cái lưng còng của bà gánh trên thân là những mảnh áo quần rách tươm. Đôi tay gầy gò nhăn nheo, rạn nứt như chứa đựng bao buồn đau của cuộc đời. Thằng bé cũng lặng lẽ ngơ ngác theo bà lão ra đầu ngõ. Chợt rất nhanh nó tiến tới gần bà, như có lực hút. Nó đưa biếu bà lão chiếc kẹo đang cầm trên tay. Bà lão cũng ngơ ngác như chính khi nó ào tới. Ôi, tôi xin cảm ơn cậu. Và rồi trong mảnh gáo dừa run run kia, có một cái kẹo. Ngay sau đó, thằng bé chạy ào đi như trốn khỏi sự nuối tiếc. Ngày hôm sau, vẫn trên lối ngõ nhỏ ấy, tiếng chó lại cồn lên huyên náo. Và bà lão lại ra đi với mảnh gáo dừa trống rỗng. Tới đầu ngõ, vẫn thằng bé hôm qua ngơ ngác theo bà. Nhưng lần này, nó mạnh dạn hơn tiến tới bên bà lão. Trên tay nhỏ còn lại nửa chiếc quẩy đang ăn dở. Cháu cho bà, nó nhẹ nhàng đặt vào lòng gáo. Tấm lưng còng như rung lên. Ôi, xin cảm ơn cậu. Rồi nó nhẹ nhàng chạy như bay. Trong mắt còn ánh lên một niềm vui nhỏ. Và cứ thế, ngày nọ qua ngày kia, hai cực của hai kiếp người nhỏ nhoi ấy như tiến gần lại nhau hơn. Rồi một hôm, tiếng chó vẫn sủa trước cái ngõ nhỏ ấy. Thằng bé từng ngần nhìn bà lão, họ đang tiến đến gần nhau. Song trong ánh mắt thằng bé, một nỗi ân hận, thiếu vắng như chìm xuống. Trên tay nó trống không, bất lực, đôi mắt buồn bã hướng xuống con đường nhỏ. Cảm ơn cậu, tiếng bà lão nói rất khẽ, như chỉ để cho họ nghe thấy. Bà muốn biếu cháu một thứ. Bàn tay già nua hướng về phía thằng bé, một mảnh nhựa đỏ có in hình Đức Phật. Bà biếu cháu chút quà. Trong tay thằng bé vẫn cầm chặt mảnh nhựa, tần ngần nhìn theo bóng bà già khuất dần trên lối xóm. Và mãi những ngày về sau, trong xóm nhỏ, không còn ai nghe tiếng sủa của con chó thường cắn nữa. Có lẽ nó đã già và chết chăng, nhưng trước ngõ, thằng bé vẫn nô đùa cùng các bạn. Trên cổ nó, cái mảnh nhựa đỏ có in hình Đức Phật như bay theo những trò chơi của lũ trẻ trong không gian.